Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 của tuần số 16 vở luyện toán lớp 3 tập 1. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 3 thầy đã làm chúng ta đầy đủ chi tiết vở bài tập tập 1, tập 2 trên kênh của chúng mình đã có. Các cái đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 đều có đầy đủ ở trên kênh, các em tìm để các em học nha. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 78 để chúng ta cùng vào cái bài học hôm nay. Như vậy thì đây sẽ là nội dung này. Ta sẽ đến với tiết số 1. Bài số 1 thì yêu cầu mình là điền cái số gì vào đây trong cái bảng họ cho. Như vậy thì người ta cho mình một cái bảng này. Hàng ngang thứ nhất là số người ta cho này. Hàng ngang thứ hai là thêm 6 đơn vị. Hàng ngang thứ ba là gấp 6 lần. Hàng ngang thứ tư là bớt đi 6 lần. Hàng ngang tiếp theo là giảm đi 6 lần. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hoàn thiện cái bảng này nha. Bây giờ số đã cho là 12 nè. Bây giờ thêm 6 đơn vị. Tức là chúng ta sẽ lấy bao nhiêu các em? 12 cộng với mấy? Cộng với 6, đúng không? Thêm thì chúng ta phải cộng thêm, đúng không? Vậy thì 12 cộng 6 sẽ là 10. Mười mấy các em? 18. Gấp 6 lần. Gấp lên thì các em phải lấy là 12 nhân mấy? Nhân 6 nhá. Được chưa? 2 nhân 6 12, viết 2 nhớ 1. 6 nhân với 1 là 6, nhớ 1 là 7. Vậy thì gấp lên 6 sẽ là 70 mấy? 72. Bớt đi 6. Bớt thì chúng ta lại làm phép tính gì? Trừ. Là 12 trừ 6. Được chưa? Thì sẽ bằng gì? Bằng 6 nè. Và giảm đi 6. Giảm thì chúng ta lại làm phép tính gì? Chia. Vậy thì 12 chia cho 6 thì sẽ bằng 2. Đó, các em nhớ nha. Thêm nè thì chúng ta dùng phép tính cộng nè. Gấp lên thì chúng ta dùng phép tính nhân nè. Bớt đi thì các em dùng phép tính trừ. Và giảm thì chúng ta dùng phép tính gì? Chia. Hãy nhớ nha. Rồi. Vậy bây giờ tương tự như vậy, số 24 nè, thêm 6 đơn vị. 24 cộng với 6 thì các em nhẩm nó sẽ bằng bao nhiêu? 3 gì? 30. 24 gấp lên 6 lần, tức là 24 ta nhân với gì? 6. 4 6 24 viết 4 nhớ 2, 6 2 12. 12 nhớ 2 là 10. 14 như vậy sẽ là 1, 4, 4. Bớt đi 6, tức là 24 trừ đi 6 thì bằng bao nhiêu các em? 10, 18. Rồi, giảm đi 6, 24 chia 6 thì bằng mấy? 4, đúng chưa nào? Rồi, tương tự như vậy, 102 là số người ta cho rồi, thêm 6, tức là 102 cộng 6 sẽ là 108. Gấp lên 6 lần, tức là 102 nhân mấy? Nhân 6. 6 nhân 6 36, viết 6 nhớ 3. 0 nhân 6 là 0, nhớ 3 là 3. Và 1 nhân 6 là 6. Được chưa? Vậy thì đây sẽ là 6 3 6. Được chưa? Bớt 6 đơn vị, tức là 102 các em lại trừ đi gì? Trừ đi 6. Đúng không? Trừ đi 6, 12 trừ 6 bằng 6. 1 0 ở đây trừ đi mấy? Trừ đi 1 thì sẽ bằng 9. 1 này sẽ bằng gì? Bằng 0. Như vậy thì sẽ là 90 mấy các em? 96. Rồi. Vậy thì 102 giờ giảm đi 6 lần, tức là gì? Chúng ta sẽ lấy 102 các em chia cho mấy? Chia cho 6. 10 chia cho 6 được 1. Còn dư 4. 42 chia 6 sẽ bằng 7. Đúng là. Vậy thì đây sẽ là 10. 17. Tương tự như vậy, số 108 thêm 6 đơn vị thì các em sẽ lấy 108 cộng với 6 nè. Đúng không? Rồi, 6 8 14 viết 4 nhớ 1, 0 nhớ 1 là 1. Vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? 1, 1, 4. Gấp lên 6 lần là 108 kèm nhân với gì? Nhân với 6. Đúng không? 8 6 4 8 viết 8 nhớ 4,
0 x 6 là 0, nhớ 4 là 4 và 1 x 6 là 6. Vậy thì sẽ là 6, 4, 8. Rồi, bớt 6 đơn vị. Giờ 1, 0, 8 các em trừ đi 6 thì sẽ bằng bao nhiêu? 1, 0, 2. Giảm đi 6. 1, 0, 8 chia 6. 10 chia 6 được 1, còn dư 4, 4, 8 chia 6 được 8. Đúng không ạ? Đấy, vậy thì sẽ là 10, 18. Được chưa? Đấy, cái bài này thì rất là đơn giản rồi, các em có thể làm được phải không? Sang cái bài số 2. Cửa hàng có 54 bao gạo. Đó, 54 bao này là tổng số. Người ta vừa nhập thêm một số bao gạo bằng 1/9 này, tức là chúng ta sẽ thêm vào này. Thêm nhưng họ cho là một phân số 1/9 của gì? Của cái 54 này đã có trong cửa hàng. Hỏi sau khi nhập thêm thì cái cửa hàng này đã có tất cả là bao nhiêu bao? Đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tính lời giải thứ nhất là gì? Số bao gạo mà nhập thêm thì chúng ta mới tính được tổng số, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ trả lời luôn nhá. Vậy thì số bao gạo, số bao gạo cửa hàng nhập thêm là, được chưa? Cửa hàng này nhập thêm là, đó, các em sẽ lấy bao nhiêu? 54 chia cho gì? Số phần, tức là chia cho 9. Vậy thì 54 chia 9 sẽ bằng mấy? 6, đúng không? Vậy thì người ta nhập thêm là 6 rồi, 6 bao. Rồi, vậy thì giờ có số bao gạo này, có số nhập thêm rồi, chúng ta có tính được cửa hàng có tất cả không? Quá đơn giản, đúng không? Vậy số bao gạo cửa hàng có tất cả là, đúng không ạ? Có tất cả là, đó, các em sẽ lấy số bao gạo cửa hàng có là 54 bao cộng với số nhập thêm là 6. Thì 54 cộng 6, 46 là 10 với 0 nhớ 1, 5 nhớ 1 là 6. Như vậy cửa hàng sẽ có tất cả là 60 gì? 60 bao. Và các em ghi đáp gì? Đáp số. Như vậy cửa hàng này sẽ có tổng cộng là 60 bao bao gạo. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài số 3. Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó. Rồi, người ta cho mình nè. Ở trên là các phép tính nè, ở dưới đây cũng phép tính nè. Trong cái vòng tròn đây nè sẽ là kết quả. Vậy thì để mà tìm được thì chúng ta sẽ phải gì? Tính ở đây thôi. Trước hết là 23 cộng với 42, các em có thể nhẩm nè. 3 với 2 là 5, 2 với 4 là 6. Như vậy phép tính này sẽ có kết quả là bao nhiêu? 65. Đúng không? Đó, thầy sẽ ghi xuống dưới này nhá. Rồi, giờ 73 mà trừ đi 58 này. 3 không trừ với 8, 13 trừ đi 8 thì bằng mấy? Bằng 5. Đúng không? Biết 5 nhớ 1, 5 này nhớ 1 là 6. Vậy thì 7 trừ đi 6 bằng mấy? Bằng 1. Được chưa? Rồi, phép tính tiếp theo nè. Giờ các em phải trừ trước sau đó mới cộng nè. 23 trừ đi 10 thì sẽ còn là 13. Đúng không? 13 giờ các em cộng với 34 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 40 mấy? 44. Đấy, vậy thì ở trên ta đã có kết quả rồi. Tí nữa chúng ta sẽ nối nhá. 23 trừ đi 10. Xin lỗi các em, chỗ này không phải 44 rồi, chỗ này mình nhầm là 23 trừ đi 10 thì phải là 13 chứ. 13 cộng với 34 thì sẽ là 47. 47 nha các em. Đó. Mình đây làm 44 là không có đúng nè. Đây là số 47 nha. Đấy, rồi. Tiếp theo, 72 giờ chia cho 6 nè. Thì các em chia đây. 72 chia 6, 7 chia 6 được 1, còn dư 1, 12 chia 6 bằng 2. Đúng không? Vậy thì đây sẽ là 10, 12 nè. 35 x 2, 52 là 10 với 0 nhớ 1. 2 x 3 là 6, nhớ 1 sẽ là 7 nè.
Rồi, giờ 48 chia cho 8 này thì bằng 6, 6 chia 2 sẽ được 3. Đó, như vậy thì chúng ta đã có kết quả rồi. Giờ các em tìm và các em nối thôi. 65 với 65 này. Đây, số 10, 15 này. Đây là số 47 này. Được chưa? Số 10, 12 này. Đây là số 7 gì? 70 này. Đó, và đây là số mấy? Số 3. Đấy, được chưa? Xong nhá. Và các em nhớ chúng ta không có ghi vào cái nháp này giống như thầy nha. Bởi vì thầy làm cho các em để các em làm. Thì thầy có thể ghi vào đó. Còn các em không được ghi vào trong tập của mình nha. Rồi. Tính giá trị của biểu thức theo cái mẫu này. Người ta làm cho mình nè. Mẫu 1, 2, 3 cộng 45 bằng 68. Tức là sẽ cộng cái tổng này nó bằng bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ ghi giá trị của biểu thức 1, 2, 3 cộng 45 là 168. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ việc thực hiện phép tính trừ thôi. 1, 3, 5 các em trừ đi 40 mấy, 47, 15 trừ đi 7 bằng 8, 13 trừ đi 5 thì sẽ bằng mấy? 8, đúng không? 0, đúng chưa nào? Đúng không? Rồi, vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 8, 10, 8. Chúng ta chấm này, xong ghi nè. Giá trị của biểu thức. Các em ghi giống như cái mẫu ở trên thôi. Biểu thức 1, 3, 5 trừ 4, 7 là đó, bao nhiêu? 8, 10, 8. Được chưa? Đó. Rồi, tương tự như vậy, các em sẽ thực hiện phép tính ở đây. Nhân trước nè. 15 nhân cho 6 nè. 5, 6, 30 với 0 nhớ 3. 6, 1, 6 nhớ 3 là 9. Vậy thì 90 giờ chúng ta lại trừ đi 37. Đúng không? 10 trừ đi 7 thì bằng 3. 9 trừ đi 4 bằng 5. Như vậy thì đây sẽ là bao nhiêu? 53. Vậy các em sẽ ghi giá trị của biểu thức 15 nhân với 6 trừ 37 là bao nhiêu? 53. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, ta sẽ đến câu C. 56 chia cho 8 thì sẽ là mấy? 7, đúng không? Cộng với 10, 15. Vậy thì 7 cộng 15 sẽ là 20 mấy? 22. Và chúng ta sẽ ghi đây là 22. Và chúng ta ghi giá trị dễ như là ăn kẹo thôi, đúng không? Của cái biểu thức 56 nè chia cho 8 cộng 10, 15 là 20 gì? 22. Được chưa các em? Xong nhá. Đến bài số 5 nè. Có một cái số gạo, tức là số gạo này chúng ta chưa biết. Nếu đem chia đều số gạo đó vào các túi, mỗi túi 5 kg thì được 6 túi và thừa 2 túi. Hỏi nếu đem chia số gạo đó vào các túi, mỗi túi 4 kg thì chia được bao nhiêu túi? À, các em phải tính, đầu tiên chúng ta phải tính được số gì nhỉ? Số gạo đó nè. Số gạo đây nè, một túi là 5 gì? 5 kg, vậy có 6 túi nè. 5 x 6 nè. Thừa đây chính là gì? Số dư đó, cộng với gì? Cộng với 2. Đúng không? Vậy thì số gạo chúng ta sẽ có là bao nhiêu? 32 gì? 32 kg. Đúng không? Bây giờ 32 kg mà giờ chia vào 4 túi thì sẽ được bao nhiêu các em? Được mấy? 8 gì? Chia vào mỗi một túi 4 thì chúng ta sẽ được 8 gì? 8 túi. Đấy, bài toán đã được giải này các em. Đầu tiên chúng ta sẽ tính cái gì đây các em? Tính số kg gạo có là đó nha. Được chưa? Số kg gạo có là đó 5
nhân 6 cộng 2 bằng bao nhiêu? 32 kg. Rồi, bây giờ chúng ta mới trả lời là số gì? Số túi gạo. Số túi gạo chia được là, được chưa các em? Chia được là 32 chia cho mấy? Chia cho 4, đúng không? Thì sẽ bằng 8 gì? 8 túi nha. Đó, và đây chính là đáp số của bài toán mà chúng ta phải đi tìm. Đáp số như vậy chúng ta sẽ có là 8 túi gạo. Được chưa? Rồi, đến đây thì thầy đã thực hiện cho chúng ta xong cái tiết số 1, tuần số 16. Và các em nhớ đừng quên chia sẻ cái video cũng như kênh của chúng mình cho các bạn đang học ở lớp ở trường nhá. Bye bye.